M5S Bình Dương xin kính chào quý cô chú anh chị đã xem trên kênh YouTube của M5S Bình Dương. Rất là vui được gặp lại quý cô chú anh chị ha. Wow, một cái bó hoa đẹp quá. Con chào các cô nha. Dạ. Wow, một bó hoa rất là đẹp. À, trời hôm nay phải nói là rất là nắng luôn. Nhưng mà như các cô chú thấy thì ở đây có mấy cô, mấy chị cũng ghé đến viếng cầu Năm. Đây là phải nói là những cái fan rất yêu thích cầu Năm á. Hôm nay là ngày thứ 52 luôn. Các cô đang chụp hình làm kỷ niệm ngay trước phần mộ của cậu. Cô ơi, cho con hỏi đầu mình đến từ đâu hả cô? Tiền Giang. Tiền Giang hả cô? Ồ, từ Tiền Giang mình lên đây luôn. Vậy là chắc có đoàn của mình đi từ rưa hả cô? Wow. Khi mà cô đến chắc là mấy cô thấy mộ cậu Năm chắc là rất là đẹp đúng không? Dạ. Giống trên YouTube không cô? Giống. Dạ. Đoàn của mình chắc 6 người hả cô? 9 người. Dạ 9 người. Wow. Là đi xe 16 chỗ đó hả cô? Dạ. Phải nói là rất là quý ha. Và hôm nay trời nắng ghê luôn mà các cô cũng ở xa mà đến để viếng cầu Năm, phải nói là rất là quý luôn. Ở ngoài kia thì có một cái đoàn đưa tang đang đi ngang. Cô Thanh Kim gọi phía sau này là chị ơi. Dạ. Đẹp nhất cái đầu. Chị gái nhìn giống người nước ngoài quá hả cô? Cô gọi bên đây cô ơi. Để con dẫn cô đi. Thì mình đi phía sau này cô. Cô
cô có muốn viếng chú Anh Sang không? Chú Anh Sang phía sau này luôn cô. Dạ. Ở đây là nhiều chú nổi tiếng lắm. Chú Giang Châu phía sau này luôn cô. Phía sau cô ơi, này là phía sau mẫu cô. Mình đi bên đây cô. À mình đi bên đây. Dạ mình cứ bước qua cô. Dạ đúng rồi, cái này là phía trước đó cô. Đây là chú Anh Sang, nghệ sĩ ưu tú Anh Sang. Chú Giang Châu bên đây cô. Dạ mình cứ đi đường này qua luôn. Đây là chú Giang Châu nè hay cô. Nghêu sò ốc hến. Một cái vở phải nói là chú rất là nổi tiếng luôn. Dạ. Đây là mẫu gió hay cô? Mẫu gió người ta mua, người ta để trước thôi, làm sẵn thôi chứ. Dạ mẫu gió. Chưa có người hay cháu. Dạ người ta chưa mắc, chỉ để ngày tháng năm năm sinh thôi chứ chưa để năm mắc cô. Dạ. À, có nhiều cô chú ở xa người ta đến thì người ta không biết, người ta cũng hấp nhang vô đó. Dạ. Ở Hoa Viên Nghĩa Trang thì người ta được quyền mua đất trước cô. Dạ rộng lắm, ở trong đây tới mấy trăm ngàn ngôi mộ luôn cô. À, như các cô chú các chị thấy thì phải nói là trời hôm nay rất là nóng luôn. Nóng quá thì khi mà quay điện thoại lâu thì điện thoại cũng tự ngắt luôn. Thì bây giờ 15 bếp mình chia sẻ cùng với tất cả các cô chú, chúng ta sẽ quay lại mộ của cậu Năm Vũ Linh nha. Wow, chị gái mình ở người nước nào chị? À chị là người Pháp. Wow. Phải nói tấm này đẹp nè chị. Đúng rồi. Wow, quá đẹp luôn. Chị chụp tấm này chưa? Tấm này đẹp nè. Tấm đó chụp chưa chị? Tấm nó đẹp á. Chị là Việt Kiều Pháp. Wow, quá đẹp luôn. Chị mình về đây lâu chưa chị? Wow, quá tuyệt vời ha. Trời ơi, nãy em nhìn chị là em biết chị chắc chắn là Việt Kiều người nước ngoài rồi. Dạ. Không, nãy em nhìn sơ qua là em biết rồi. Dạ. Dạ. Lần này mà là cậu đi với tới mộ cậu Năm Vũ Linh hả chị? Chị cho em hỏi xíu luôn mà. Mình thấy mộ của cậu như thế nào thì có thể chia sẻ cho khán giả biết luôn chị. Rất là đẹp. Rất là đẹp. Chắc là chị cũng là fan của cậu Năm Vũ Linh đúng không chị? Dạ. Dạ. À, dạ thôi bây giờ tụi em mời chị qua viếng cụm mộ của cô Hạnh Dương Huệ nha. Đúng rồi, tại vì em nhìn cái nước da chị với cái mái tóc của chị là em biết
phải nói rất là tuyệt vời ha. Chị ở toàn bên Pháp rồi, chị về rồi chị lên thẳng mộ của cậu Năm để chị viếng luôn. Phía sau đây chị, mộ của chú Anh Sang. Chú là Nam Hùng, sĩ Nam Hùng, quá tuyệt vời luôn. Còn mình thì mình chung với cả nhà. Chị biết chú Anh Sang không? Wow. Chị có thể cho mọi người biết là chị ở bên Pháp bao lâu không chị? Hơn 30 năm rồi. Wow. Vậy là năm nay chị là cũng khoảng 40 cho chị. Wow. Không tin được luôn. 51 tuổi. Trời ơi. Đúng là chị ở xứ lạnh có khác ha. Tôi cứ tưởng là ba mấy thôi á. Thì cũng giống như tôi. Mà em nhìn chị rất là xì tin nữa. Em không ngờ chị. Dạ thiệt mà. Không phải khen, phải khen bình thường như vậy mà thật sự luôn. Thật sự là như vậy. Phải nói chị ở xứ lạnh và nói là da dẻ chị rất là đẹp luôn. Đây nè cả nhà, ba bây giờ rồi chị giúp chị ra mắt cho chị cho mắt mình thật sự xíu ha. Trời ơi. Thường á là người ta ở mức độ là 40 trở lên á là da người ta sẽ lão quá. Nó bắt đầu nó có những nếp nhăn. Mà cả nhà nhìn chị nè. Trời ơi. Trắng nha. Không tin luôn. Trắng không thể tin luôn. Và thứ nhất là thứ hai là da rất là căng. Rất là đẹp luôn. Hồi wow. Hồi tưởng là 30 mấy á mà chị nó nô, bây giờ chị nó khai là 51. 51 tuổi thực sự. Con chị 28 tuổi. Con chị 28 tuổi. Wow. Chị chắc có chuẩn bị có xuôi ha. Đem có lắm ạ. Chị có bạn gái rồi nhưng mà chị chưa làm xuôi. Chị chưa làm xuôi. Rất là tuyệt vời luôn, phải nói là chị về Pháp mới, chị về Việt Nam mới hôm qua thôi. Vì hôm nay chị lên chị viếng cậu Nam Vũ Linh, phải nói là rất là chị có thường hay theo dõi YouTube không chị? Thấy cậu một cậu Năm hôm nay thì ghé. Đẹp hơn, đúng không? Rồi. Dạ. Dạ. Tại vì có lẽ hôm nay là ngày thường. Trong tuần khán giả mới đầu tuần nó hơi vắng. Đi làm. Thứ bảy là chủ nhật, chị chủ nhật là đông lắm. Đây là đi chung với mình. Gia đình. Ở Tiền Giang. Chị cái tóc của chị là nhộm hay là nó vậy chị? Nhộm. À, sao em nhìn giống chứ tóc thiệt của mình đâu. Em nhìn giống tóc thiệt luôn á. Nam mình tóc đen chứ. Chị bên Pháp người ta có nhận chị ra người Việt Nam không chị? Cái mặt mình Việt Nam hả? Mặt mình Việt Nam. Không. Cái mặt mình Việt Nam. Vậy mà nãy em chưa hỏi là em biết chị là người nước ngoài đó. Tại vì cái nước da của Việt Nam mình hiếm có ai mà được như vậy lắm. Nhiều lắm. Của em nhưng Khang Spy. Của em là 15 ếch Bình Dương. Còn đây là Tài. Tài 66. Tài 66. Dạ có kiểm tra coi đúng không nha, đúng kênh không. Wow, có cả visit luôn kìa. Chính là
Không, chạy qua cho đừng quay. Mười lăm ếch Bình Dương chị. Dạ. Quay đi tụi em đọc tên. Dạ. Xong cho em đọc tên rồi tụi em đọc tên hết luôn. Tên gì? À, Khang Sập Tai. 15 ếch Bình Dương. 15 ếch Bình Dương. Wow, quá đẹp luôn. Chị lên hình rất là ăn ảnh nữa chị. Ở nước ngoài lâu năm hay chẳng. Ở nước ngoài lâu năm đúng không? Chị mà. Qua báo là đẹp ơi. Em bây giờ em đăng cái video này lên á. Có chị năm 4 tuổi khán giả chắc chắn không tin. Không ai tin luôn. Tụi em còn bất ngờ mà. Bao nhiêu tuổi? 51 tuổi. Nhìn chị Tiên đâu? Nhìn chị Tiên mà nhìn trẻ à. Rồi, tụi em cảm ơn chị rất là nhiều nha. Chúc chị nhiều sức khỏe nha chị. Chúc cô với chị đều nhiều sức khỏe. Làm việc gặp nhiều may mắn luôn. Dạ. Em chúc cho cả đoàn của mình sức khỏe nha. Chị trẻ mãi không già. Quá đẹp luôn rồi. Wow, đoàn. Cảm ơn em. Dạ. Chưa chưa chưa. Bỏ chị lâu luôn. Quên chị rồi, quên chị rồi. Xem wow, làm cho anh chụp một tấm làm kỷ niệm nha. Rồi, chụp một tấm làm kỷ niệm đó. Dạ. Rồi. Rồi, cảm ơn chị nhiều. Chúc chị trẻ mãi không già nữa nha. Ôi, sao mà đẹp dữ ta. Wow. 51 tuổi. Rồi đến đây thì cho phép 15 ếch Bình Dương xin khép lại video này. Cảm ơn tất cả quý cô chú quý anh chị. À, nếu mà các cô chú các anh chị xem video thứ hai hãy like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ 15 ếch Bình Dương ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.